hãy đừng đình con vua bát thải đừng đình tôn quan điều thất thanh sáng vui là con vua thứ hai quan lớn triều tường đời Lê Thái Tổ quả quả cai trong triều đền rồng hôm mai châu ba đệ nhất vui vẻ đền rồng ngày chơi phủ tía lầu hồng vào ra ngược ngàn dân văn châu ba đệ nhị trên thượng ngàn đông quân tuần muốn qua chính đây ở trên ngàn biển gió cuốn rung cây ý à ý à thank you.
cổ tay mỹ tượng đầu vân tóc tóc mái vôn rộng công chúa thiên thai ý à ơi à mười hai cô thủ bản đi theo hầu
cô sâu chỉ thăm cô lại sâu hạt vàng trên đông cuồng giọt quán bán hàng.
vật thanh do gì vừa ra trình nghênh lên quốc mông bơ to thôi đồng quan lớn gì tòa dân gian trình nghênh lên tứ phủ ông hoàng. Hợp lòng trời giữ thuần lòng dân hội đồng bơ phủ nghiêm quân ý à. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
bốn đi mùa xuân hạ thu đông, mùa xuân cầu lộc lũ đông đi cầu tài, ơn ơn trên trầu giáng phúc trừ tài. Ý à ba mươi mùng một, mười mươi mùng hai, ba mươi mùng một.
thăm mười trần gian chẳng thương ai tài lộc châu ban ý Tông nghe
trăm quả hay vì dân mẫu do bí rừng củ đầu mắm tươi cơm làm gió sáng củ mai đồng bào ta áo đen trà biểu điệu thướt tha gót tiền quầy lặng hái trà ý nghe tiếng hèn bên ninh sủi vang vang
nghe xa xa kèn mối thì mèo thủy ít lại gần người hai bao nhau xuân sang tầm cách hoa đào ai đi lê mông xin lạc nghề xuân mới về đẹp như tiên hằng ngà, ích nó ngơi
sao nọ ơi. Hoa giàn hoa thắm tươi, giàn hoa thắm tươi. Chúng mình lo bầu trời gần tiếng ta vô. Xuân sáng chỉ biết bay dần phơi, ngàn con suối treo leo ẩn quanh sườn đồi, giàn hoa thắm tươi nhạc rừng cho nắng mai. Tất nhiên là lời hồi hôm đi đã thầy ban đi cho tiền tốt lụa dày bồng lộc cho nó về đây càng nhiều, ban đi cho giải nhất sang nhiều bồng lộc hơn nhiều hơn năm ngoái năm xưa. Thành đầu con khuya sớm cùng ba mươi mùng một mười tinh hôm rằm, ba mươi mùng một hôm rằm mê mười đời. Hai bông hoa phù dung hương, đôi tay biết sầu hai bông hoa hồng. Đinh nào hoa bắc hoa bàn, hoa sói hoa ngàn bông hoa nào đẹp hơn. Đinh nào hoa bắc hoa bàn, hoa sói hoa ngàn bông hoa nào cũng hơn. Đừng đứng tao nào, nên là đừng ai bông hoa, hai hoa đi về bên đây, biết bao thành công xưa. Ban tài, ban danh, ban gì những người ưu duyên.
ngày hôm nay trầu loạn giá bán đền. Điều lệnh điều giữ phán truyền trần gian, châu thương ai tài lộc châu ban. Ý à, quanh đôi tình hót hót sức sân đền.
nay mình mong mong vì ngôn ngân là tăng ngang phục thờ thân kinh có thu nào mù A Di Đà Phật hoàng đi nhất đồng kiếp hoàng đức si thần thù sang nhân thay qua ấp kỳ diệu quang minh chúng đàn duyên ngã tích tăng cùng giờ kim phục hoàng thân cận anh đi điên dùng vương gia ân từ bi lần vẫn chúng sinh cùng ngang kim đỉnh để khai quang chiếu thiên tôn xích đích đô dâng lên ở thần xích đô dâng lên hoàng vì từ đôi chiếc tiên dành dành khi cho đệ tử trường sinh sau là thu trong hết tà tinh khen đầy làm cho trần thế biết mày ngự nên đồng từ cứu dậy nhân gian cứu cho đâu đó bình an dẹp hết tà quỷ phạm nhan nhiều bề thông bầy cơi gió đi về binh lệnh ông diền bảy cây chi kinh binh như nhật nhật qua bi tần thì rơi trung nhất tiểu yên biên sĩ mách ức thiên hai và vật là đầu tiên thôi xích xích hô dâng lên đưa thần xích tô dâng lên hoàng về đồ đôi xích biên dành dành khi cho đệ tử trường sinh
phong hoa tuyết nguyệt đượm đượm môi dâng câu thiên bảo chúc lời nhỏ phong chúc chén ô lòng quỳnh tiên chúc chén tay nâng nghi bình ngọc các bạn tiền dâng ông bảy chén đi trà nhìn thương kim vàng xa long nhìn thương kim vàng mẫu đơn cùng xà long tình lúc lúc thừa nhàn hoàng bảy nhiên nhiên vui nhìn ẩm tam bôi hồng xà nhiên nhiên ẩn tam bôi hình như hương đi vì đường mùi kỳ dân a dân a dân đường mùi kỳ dân Thank you.
tàu thuốc la hoàng thích bạch cống keo siêu lúc thành thơ.
Thoáng thoảng không gian như hương đưa, như khói tỏa, như mây tan. Chỉ bay bồng tấm thân phàm, đâu nhỉ tới. Sáng mưu liêu phàm,
được nghe vắng sau này. Xoay mà vẫn đủ
trần sông pha vào huyệt hồ khách tài tình còn nào phong lưu bóng hoa đăng soi tỏ mặt anh hào dấu khánh tướng cũng siêu siêu mùi thế vị sĩ lúc lúc đêm xuân sáo vi vu gió rục nghỉ mây vần cho bó lúc lúc tang bồng nó vơi nước gió xuân thổi hương bay ngào ngạt vắng cung đàn khúc khúc người hồn xuân tình hỡi khách thi nhân nay hoàng về chứng âm chứng phúc cho tranh đồng đệ tử có nhau tấm tấm mỹ lòng nghỉ hoài vòng ước mơ hôm mỹ nay thỏa nguyện nương nghỉ nhờ bóng 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 vầng mây ngũ sắc tươi hồng ngự con bốn 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 má thần nóng nóng nghi hoa về cuối trời ba chấm sao khuya nửa vầng trăng khuyết lời thề chung chung chinh 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 ông đổ cho tam thế an bình đổ thương cho vạn kiếp nhân sinh vẹn tròn vần 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 vũ trụ càn khôn chín nghìn thế giới trường tồn muôn năm phúc phần đi đệ tử thiên căn ơn ông hoàng bảy ông ban khăn chấm chấm đồng người chính bắc phạt đông nghi người trang huyền tích chiến nghi cộng cộng lấy lừng lừng thổ bát hội đồng chứ lệnh hoàng sa thổ bát hội đồng cung linh đón rước hoàng về bảo hà tâu đôi việc qua trăng thanh cành hồng thấp thoáng trăng thanh Nghệ An có đức thanh bình ông hoàng bưởi
cầu ô đêm bắc sông nghi ngân ngồi trong cung quả đêm xuân mơ màng bóng trăng soi tỏ cánh trường ý Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
người xuôi bắc cô dùng mưa là mười giúp quan hoàng người xuôi. Quỳnh tiên chúc có chén rượu bồi tam bối nâng nâng lên kính bầu để các cô nâng nâng mời là mời đủ tam tuần chung để các họ nâng nâng mời là mời rước quan hoàng sơn. Hoàng bàn cho phương lớn
phương mây. Khi ngược nẻo đông đường tây, bước chân đi quan hoàng đường lối, dắt tay đi về. Đời gian nan khó nhọc vương nan, ai nhất tâm xin hoàng ta nương bóng hoàng sẽ được tình. Từ Nghệ An quan hoàng giáng lâm nơi này, đường xa cách trở đâu có mà gió sương đêm này. Ngồi về đây đông sáng bóng thanh quan hoàng ngất mà lộc thanh từ đây cho chúng con giàu sang, phúc lai cho thành đồng họ Nguyễn con hằng ghi nhớ mãi. Cúi xin ông mười ban tài tiếp lộc đề đa. Mm-hmm.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Hãy subscribe
nhất gia ăn tư đi mẫn chúng sinh cùng nga kim tịch để xong nhà chiếu thiên tổ. Yên thuốc ngơ trên diệu đào
nghe tiếng quan hoàng anh a linh người
lập 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 biếu dân dân đi à, 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 ghế nào căn nghĩ số quán nghĩ hoàng cầu ngài cho được an ngược vì
kiều thanh tân khăng khăng năm năm vững cơ chân. Phù lê có diệt mà bao lần tiến cô sông sông phá ý. Cùng
đi dòng lâu đài tuổi dưng 18 đôi mươi. Hình dòng nhan sắc tượng người tin ngàn xin xin lại đến xiên. Đập thì tiên nàng quần là áng lượt dịu dàng bước ra đông phương cô ca rừng hoa. Cô đôi nhan sắc sắc y nết nết na nhìn cô nàng bơ chơi cảnh hồ tiên. Nguyệt làm ô đề sướng man thiên giang tân ngư hỏa đôi sầu miên. Cô tô thành ngoài hàn sơn từ giả bán trung thành đáo khách thuyền thuyền đi. Dân khấn nguyện chức tóc đồng hôm nay cô loan giá đến chung. Thuyền ai đổ bên cô tô nửa đêm cô bơ nghe vang vọng tiếng chuông. Chuông đền hàn chân cô bước xuống thuyền văn phách răng phách nhất phách cô đợi gì để phách ba cô cầm chèo lên tiếng hò để cô bơ cầm chèo bờ lại ra. Hàn khắc cô trèo ra, trèo từ cô trèo từ ba bông cây thì bên bên kia cô tám trèo qua suối cùng khe kìa non xanh nước tiếc dù phong ba báo táp cô cầm vững tay chèo rào khắp mi nơi nơi óc cô vẫn dù góc bể chân chân trời thông mây lọt gió cô cứu người chân chân giang kia cùng thói ai lóng lóng nanh bên giá thuyền cũ bơ thoài rước mua sang đền hạt trong đền ba bông dưới lại thác hạt thuyền bè suy ngược phải đốt vàng kêu cô kìa nhát trông ra cửa bể tờ bờ trông ra mới đá thấy thấy cờ mua bạn cờ đỏ trên thượng thiên xanh trên cây thường chẳng giữ thủy phù cờ vàng dọc sơn nhát nghe xa xa có tiếng chuông rền đi bóng chiều đã xế trèo về đền tây quê về phủ giáp ba lại qua đỏ lèn nghệ an thanh hóa qua phủ thừa thiên bóng cô minh anh linh linh lệch đất nghiêng trời xuống sân nga đình mọi nơi biến hòa trèo về lạnh giang tái quan đệ tam cắm xào thể đó
vua sướng ca ba ngày. Lệnh cũ bơ truyền đề Nam Bắc Đông Tây hoàn danh đại từ. Này này ai ơi, trèo về đền đây, đền xinh cảnh đẹp, bốn mùa phong quang. Thuyền sang huyền cô đã tới bên giang, tới bên cô bơ. Thuyền rồng tới bên cô băng, xin cô gác băng trèo bơ. Cô lê quan họ số quan à ơi à buồn bán mấy đời đâu chứ mặc dầu ai buồn đi bán đời đâu 12 tháng 6 dù nhau thời về buôn bán chậm nghề mặc dù ai buôn bán chậm nghề 12 tháng 6 nhớ về ba bông một canh anh tô điểm thẻ lá ngọc bọc tan ni cành hồng sang hai cành khắc điểm vừa xong dập dầm dịu sáng soi ba cánh trống dục liên hồi ba cánh trống dục liên hồi sao cô nơi để sao cô nơi để đồng ngồi cho yên chấp kinh chấp nên cô phải tòng quyền nước non sao nở trong quên đi nhớ nhà canh khuy canh khuya tình lành nhang tà cô nay có thấu cô nay có thấu nỗi chàng này chẳng cô từ lầu ngọc ra đi niềm chú thân phù cô về niềm chú thân phù tình chú niệm tình vua vừa linh linh thân phù chỉ xuân xuân tan thân phù chỉ địa địa liệt thân phù chỉ nghiệt nghiệt tan thân phù ta mau tẩu tan tốc tốc này lầm sáng linh thần phù quân quân linh có dư 300 quân linh có dư 900 đạo bùa thanh cổ truyền ban cô về chữa bệnh trần gian thank you.
từ lâu ngọc ngọc xa đi Hàn Sơn hương khói đàn kỳ tháng ba xanh mờ ngợp cánh cánh buồm mê xa cô
vua lấy làm nhà tinh xung, vua lấy làm nhà cây roi làm cửa không ra ngoài đêm. Cô lập thạch bàn cây xin
sông Sơn, sông Sơn rừng suối đi về. Hương lửa bốn mùa, gió trăng thanh tân. Thanh tân lịch sử nào bằng 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 kỳ. Thanh tân lịch sử nào bằng bằng cô lấy cây làm tán, lấy trăng làm đèn thiếu chi. Thiếu chi cổ thủ cam ba toàn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
tiên cô bé tính tình sắc sảo, việc giữ lành 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 xin cô bé cách bảo nhận ra. Thank you.
trái sung xuê, máu đỏ chảy hồi tiến về đông đông cung. Ơn cô bé bán đường nghề thình thai, đền đông cung đức đại tôi linh nhấp nhấp nhô đã bọc trước gành. Vắng nghi về êm tai quy thần phục người trước gành gái. Suối khi phơi tuần lạc nghề
lúc nghi qua khắc nghi ba bên đình bên bên đi suối bên khê ý nghĩa ven rừng ven suối ven khê đằng 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 vẫn vẫn ra vũ thường đồng đồng cô lên chơi văn văn yên nơi đó quê nhà ý nhiên nơi đó quê nhà có yên lên núi ngắm ngắm mi rằng ái xa cù mai cù sắn sắn cù băng 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 nghi táo béo lúa mạch mạch măng măng rừng rừng nếp nếp hương cây cao không ngại gió rung 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 có tiền cô bé đồ đồ cho thỏ trường ní ní thuận thảo hiền thì cô mới đổ cho nghĩ làng bán ấm ấm no tiền cô lưu phúc thiên ân thọ thương ban tài giúp mi lộc mi cho đầu nông ý nghĩa thank you.
quá bảo bồi xin đi tình nghề tôi ngắm phân tay cô gậy úp tung ngâm ngâm dịu dàng ý gào nếp tú lệ văn chân con nấu thành xôi ngũ sắc dẻo thơm dùng chè san mi tuyết nước nước xương hàm dâng chén ngọc mà hương thơm dịu dàng tiến về tiến đi chúa thượng ngàn dâng lên bề ngọc tòa và tối cao mẫu khen cô mẫu khen cô bé nhu mì nết nết na thùy mị dịu dàng đà đà đền thờ một dải trông sang gió lùa hút kia mây trôi lững lờ
đón cũng quá sao cứ vì bách điều sức chiều cá vàng ai ơi biên bạc xin vàng đêm cho dăm họ dầu sang đời đời cô đêm cho dăm họ đời đời dầu hữu tình cậu hoàng chắc giang đan đình đình chức chức tâm nước ngắt cành hoa
cậu mang về.
Hoàng đây.
tiết xuất thiên tâm thành cầu đạo. Nguyên dâng văn mờ cầu lại đau từ chung 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 chung. Tấu lên Phật thánh mười phương thanh đồng đệ tử tựa lưỡng mong cầu hoàng tấp nập bị dồn ra đến đây tấp tấp nập nập dồn ra treo đèn kết chữ nón cầu hoàng vui. Cảnh đẹp tự nhiên một bầu gió mát trăng.